Xin chào tất cả các em học sinh. Chào mừng các em học sinh đã quay lại với kênh Cô Giáo An học online miễn phí. Hôm nay thầy và các em cùng làm bài tập. Trong sách bài tập bài 3, hai đường thẳng cắt nhau song song tia. Trước khi làm bài tập thì các em hãy xem lại cái kiến thức cần nhớ. Sau đó chúng ta cùng làm bài tập nha các em. Chúng ta làm phần bài tập, phần C bài tập. Nào, có một bài 1 nè, qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng, em hãy chọn phương án đúng. Các em chọn đáp án gì các em? Qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng? Thì nó chỉ có một đường thẳng thôi nha các em. Đây là một đường thẳng đi qua hai điểm A này, B này, đó. Thì một đường thẳng nó chỉ đi qua hai điểm A và B cho trước thì nó chỉ có một đường thẳng thôi, và đáp án là câu A. Câu bài 2, vì sao người ta thường nói đường thẳng đi qua hai điểm mà không nói đường thẳng đi qua ba điểm? Tại sao các em? Chúng ta thấy là mà đi qua hai điểm phân biệt cho trước thì mình xác định đó được một đường thẳng. Còn ba điểm cho trước thì cũng không thể nào xác định được là ba điểm đó là thẳng hàng được với nhau. Thì chúng ta không thể xác định được một đường thẳng đó có đi qua được ba điểm hay không. Đó, vì đi qua hai điểm phân biệt cho trước thì ta luôn xác định được một đường thẳng. Vì qua hai điểm cho trước ta luôn xác định ta luôn xác định được duy nhất một đường thẳng qua ba điểm cho trước không phải lúc nào cũng xác định được một đường thẳng, không phải lúc nào cũng xác định được một đường thẳng, được một đường thẳng rồi. Rồi bài 3, điền các chữ cắt nhau song song vào chỗ chấm thích hợp. Qua hai đường thẳng không có điểm chung nào, gọi là hai đường thẳng song song với nhau. Song song. Đó, hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường thẳng song song. Hai rồi câu B, hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau.
Đó là hai đường thẳng nó cắt nhau tại một điểm, thì cái điểm đó gọi là điểm O. Thì đó, cái điểm O đó được gọi là điểm chung của hai đường thẳng đó các em. Chúng ta tới bài 4. Cho 3 điểm phân biệt không thẳng hàng, em hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong số 3 điểm đó, rồi vẽ tiếp đường thẳng thứ hai đi qua điểm còn lại và song song với đường thẳng vừa vẽ. Chúng ta làm bài 4. Thì giả sử tôi cho 3 điểm không thẳng hàng là ABC. Cho 3 điểm phân biệt không thẳng hàng là A, B, C. Thì cách vẽ là như thế nào? Chúng ta lấy 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vì đầu tiên thì chúng ta lấy 3 điểm A, B, C không thẳng hàng nè. A, B và C. Người ta bảo là em hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong số 3 điểm đó. Thì ở đây thầy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó, là đi qua điểm A và điểm B. Rồi vẽ tiếp đường thẳng thứ hai đi qua điểm còn lại và song song với đường thẳng vừa vẽ. Đó, thì chúng ta sẽ nối song song với nó và vẽ một cái đường thẳng đi qua điểm C. Và cái đường thẳng đi qua điểm A bên này thầy có thể đọc là tên nó là đường thẳng A, và đường thẳng đi qua điểm C này thầy gọi nó là đường thẳng B. Đó, như vậy là chúng ta đã làm và hoàn thành xong yêu cầu của đề bài. Bài 5 cho 4 đường thẳng A, B, C, D, trong đó 3 đường thẳng A, B, C cắt nhau tại một điểm. Rồi, các đường thẳng B, C, D cũng cắt nhau tại một điểm. 4 đường thẳng A, B, C, D có cắt nhau tại một điểm hay không? Vì sao? Thì 4 đường thẳng A, B, C, D có cắt nhau tại một điểm hay không? Vì sao? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào các em? Bài năm này thì bốn đường thẳng ABC D ABCD sẽ cắt nhau tại một điểm. Bốn đường thẳng A B C D sẽ cắt nhau tại một điểm vậy. Thì chúng ta thấy nè, vì giả sử
ba đường thẳng, ba đường thẳng A B C cắt nhau, B cắt nhau tại điểm A. Tại điểm A thì ta có hai đường thẳng, B, C cắt nhau duy nhất tại điểm A. Nhau duy nhất tại cắt nhau duy nhất tại điểm A. Mà đường thẳng D đường thẳng D cắt các đường thẳng B và đường thẳng C tại một điểm. Nên đường thẳng D cắt đường thẳng B và C tại điểm A. Tại điểm A. Đó. Thế các em phải vận dụng cho thầy tính chất là hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng cắt nhau sẽ cắt nhau duy nhất tại một điểm, mà đường thẳng D này cắt đường thẳng BC tại điểm A này các em, thì nó đều cắt nhau tại một điểm hết. Đây thì chúng ta sẽ vẽ à, đường thẳng thứ nhất, à, đường thẳng A tiếp theo, đây là đường thẳng B, đường thẳng thứ ba thầy vẽ. Đây là đường thẳng C. Và đường thẳng thứ tư thầy vẽ. Đây là đường thẳng D. Và bốn đường thẳng này đều cắt nhau tại điểm A. Đó là bài số 5. Và chúng ta sẽ sang bài số 6 nha các em.
Bài 6, hãy vẽ 3 đường thẳng sao cho cứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Rồi, ký hiệu các giao điểm của các đường thẳng đó có bao nhiêu giao điểm được tạo thành. Thì bây giờ mình sẽ làm theo đề bài yêu cầu này. Hãy vẽ 3 đường thẳng sao cho cứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Đây. Đây. Hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Vẽ 3 đường thẳng đó các em. Đây, mở đường thẳng thứ ba tại đây. Và đây. Chúng ta vẽ được một hình. Các em thấy đây là 3 đường thẳng mà đề bài yêu cầu chúng ta vẽ. Mà hai trong số 3 đường thẳng này nó cắt nhau. Đều cắt nhau nha các em. Và đây. Chúng ta gọi là đường thẳng A này. Đường thẳng B này, đây đường thẳng B. A là. Và đây là đường thẳng C. Nhưng chúng ta ký hiệu cái giao điểm của đường thẳng đó. Hay ký hiệu đây là điểm M. Đây là điểm N. Và đây là điểm Q. Này, có bao nhiêu giao điểm được tạo thành? Đây chúng ta thấy nè. Có 3 giao điểm. Là M N Q. Đây, điểm M này là giao của đường thẳng A và đường thẳng C. A nè, C nè. Còn N thì là giao điểm của đường thẳng B và đường thẳng C. Q thì là giao điểm của đường thẳng A và đường thẳng B. Ở đây thì các em xem còn cách vẽ nào nữa không? Còn cách vẽ nào nữa không các em? Thì đây là cách 1. Cách 1 thì đây chúng ta vẽ có 3 giao điểm. Còn cách thứ 2 thì chúng ta sẽ làm như tương tự bài số 5 này các em. Rồi. Thì ghi bên cạnh đó là cách 2 nha các em. Đường thẳng thứ nhất là đường thẳng A. Đường thẳng thứ hai là đường thẳng B. Và đường thẳng thứ ba là đường thẳng C. Thầy đọc tên các điểm này như sau. Đây là A, đường thẳng B và đường thẳng C. Thì đây, chúng ta vẽ được sao các em? Thì vẽ được 3 đường thẳng sao cho cứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Ở trong trường hợp này á, thì này, đây là giao điểm là O này. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ thấy là chỉ có một giao điểm duy nhất, đó là giao điểm O. Có một giao điểm là O. Và chúng ta đã xong bài số 6. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 7. Bài số 7. Có bao nhiêu giao điểm được tạo bởi 3 đường thẳng? Hãy vẽ hình trong mỗi trường hợp đó. Bài 7.
Có bao nhiêu giao điểm được tạo bởi ba đường thẳng? Hãy vẽ hình trong mỗi trường hợp đó. Thì nếu mà ba chúng ta ba đường thẳng song song thì chúng ta sẽ không có cái đường thẳng nào. Thì chúng ta sẽ không có cái giao điểm nào nha các em. Ba đường thẳng song song sẽ không có cái giao điểm nào hết. Trường hợp 1 ba đường thẳng song song thì không có điểm nào thì thầy vẽ ra là các em. Đây là đường thẳng M. M. N. Và P. Trường hợp 2. Đây thì thầy vẽ luôn nha các em. Và cái hình với hình này thì đặt tên đó là M N V. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có bao giao điểm, ba cái giao điểm này A B C, có ba giao điểm. Là A, B, C. Trường hợp 3 thì nó cũng tương tự như bài mà chúng ta đã làm lúc nãy. Đây thì trường hợp này sẽ chỉ có một giao điểm là giao điểm O và hãy đặt tên là M N P, có một giao điểm, có một giao điểm là O. Và trường hợp 4. Chúng ta có trường hợp 4 không không các em? Thì chúng ta sẽ vẽ hai đường thẳng song song. Chúng ta có hai đường thẳng song song như thế này. Và có một đường thẳng cắt qua hai đường thẳng song song này. Và đây là đường thẳng M. Hai đường thẳng M và N song song và một đường thẳng P. Cắt đi qua hai đường thẳng M và N. Và chúng ta đặt tên giao điểm mà đường thẳng P cắt qua M N với N là cái gì? Là A và B. Thì với trường hợp này chúng ta sẽ có hai giao điểm, có hai giao điểm là A và B.
Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong bài 7 và chúng ta bây giờ chuyển sang bài số 8. Bài số 8 cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ bên. Hình vẽ bên này, A, B, C, D. Có bao nhiêu tia được tạo thành nếu mỗi tia đều chứa hai trong số các điểm đó? Bây giờ thì chúng ta sẽ nối các cái điểm lại nhé các em. Đây thầy làm trong sách luôn. Đây thầy vẽ trong sách luôn mà. Thôi nối điểm A với điểm B. Rồi. Chúng ta nối điểm D với điểm C. Rồi. A nối với D. Rồi, B với C. Còn nối được điểm nào nữa các em? Là A nối với C này. Đó là A nối với C. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta có là B nối với D này. Đó, được chưa nào? Sau khi nối được cái hình như thế này thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cái tia này các em? Với 4 điểm A, B, C, D, chúng ta sẽ có được là 12 tia được tạo thành. Tám. Với Với 4 điểm A, B, C, D. Cái hình này thì các em phải vẽ trong vở nha các em. Ta có 12 12 tia được tạo thành mỗi tia mỗi tia chứa hai trong số các điểm đó. Mỗi tia chứa hai trong số điểm đó. Đây. Bây giờ chúng ta liệt kê ra cái này các em. Chúng ta sẽ là AB này. AB sẽ đi qua hai điểm A và B. Tia thứ nhất là tia AB. Ở đây góc là điểm A. Tia thứ hai là tia BA có góc là điểm B. Tương tự như vậy chúng ta có tia AC có góc là điểm A. Tia CA có góc là điểm C. Rồi có tia AD có góc là điểm A. Tia DA có góc là điểm D. Rồi. Tới điểm B này. B này thì chúng ta có là BC này. BC có góc là điểm B này. Rồi. CB có góc là điểm C.
Rồi. BD có góc là điểm B. Rồi, DB có góc là điểm D. Rồi. Nó có CD này. CD có góc là điểm E, điểm C. Rồi. DC. DC thì có góc là điểm D. Đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Là 12 tia được tạo thành nha các em. Đó là xong bài 8. Chúng ta tới bài số 9. Là bài người cho chúng ta cùng với câu hỏi như sau. Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra mấy tia? Hãy đặt tên cho các tia đó. Chính này. Với bài 9 thì chúng ta sẽ vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đây là đường thẳng thứ nhất. Và đây là đường thẳng thứ hai. Và thầy gọi cái đường thẳng thứ nhất có cái hiệu là X và Y. Và đường thẳng thứ hai là M, N. Và nó có giao điểm là O. Và ở hình bên thì chúng ta sẽ có các tia như sau. Ta tạo ra 4 tia như hình trên, như hình bên. Là tia thứ nhất là OX, tia thứ hai là OY, tia thứ ba là OM, còn tia tiếp theo là ON. Đó là câu số 9. Rồi, bài 10. Vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau. A, tia MN. 10. A, tia MN. Tia MN thì M sẽ là điểm gốc. Tia MN thì M sẽ là điểm gốc. Rồi. N là tia. Rồi B, tia NM. Tia NM. Tia NM thì N sẽ là điểm gốc. Rồi, câu C. Đường thẳng MN. Đường thẳng MN. Đường thẳng thì nó không có giới hạn về hai phía nha các em. Đường thẳng thì không có giới hạn nhưng mà đoạn thẳng á thì nó có giới hạn. Đó là M. Ở đây bài này thì các em
Đáp ứng cái được kiến thức là gì? Thì MN thì cái này đọc trước đó chính là gốc, là địa, là điểm gốc. Cái chữ tiếp theo đó, đó là T. Đó, đó là xong bài 11. Và chúng ta đi tới bài cuối cùng là bài 11. Cho điểm P không nằm trên đường thẳng MN, vẽ TPX các đường thẳng MN tại điểm K, sao cho M nằm giữa K và N. Chúng ta làm tới bài 11. Bài 11 cho điểm P không nằm trên đường thẳng MN, vẽ TPX các đường thẳng MN tại điểm K, sao cho điểm M nằm giữa K và N. Thì chúng ta sẽ vẽ gì đầu tiên các em? Chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng. Đây. M N. Rồi cho điểm P không nằm trên đường thẳng MN. Điểm P không nằm trên đường thẳng MN, vẽ TPX các đường thẳng MN tại điểm K, sao cho điểm M nằm giữa K và N. M nằm giữa K và N thì sao các em? Đây thì M nằm giữa K và N thì đó là K này. Vậy TPX các đường thẳng MN tại điểm K sao cho M nằm giữa K và N. Thì đây. Đây là TPX. Đó. Vậy TPX các đường thẳng MN tại điểm K sao cho M nằm giữa K và N. Đó. Thì đây là đáp án mà chúng ta cần tìm nhé các em. Đó là hình vẽ này này. Và chúng ta cũng xong bài tập của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Chúc các em học tốt. Nếu các em thấy video này hay và hữu ích, các em hãy bấm like và chia sẻ. Rồi là phải đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé.